Công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy trái tim cực thánh Đức Chúa Giêsu, con nhờ trái tim cực thánh Đức Bà Maria mà dâng cho trái tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đến khi tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa khi dâng mình tê lệ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy nguyện cánh riêng theo ý Đức Giáo Hoàng. Lạy Chúa, xin ban cho con được ăn mày cám ăn xa, bởi những việc lành con sẽ làm trong ngày hôm nay và những ân xa nào có thể chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục được, thì xin con vâng ban cho các linh dịu dàng. Chúng con hẹn mòn xăm mình xuống trước bàn thờ Chúa, xin dâng gia đình chúng con cho rất thanh trái tim Chúa. Xin Chúa hằng làm của cai trị chúng con. Chúng con hoàn toàn tin cậy vào Chúa. Xin cho tâm hồn ngôn ngữ và hành vi của chúng con đều được thâm nhận tinh thần của Chúa. Xin Chúa giáng phúc cho mọi dự định của chúng con. Xin chia vui, chia buồn, chia công việc với chúng con. Xin Chúa cho chúng con ngày càng hiểu biết mến yêu và làm tôi Chúa chẳng khi nào đừng. Chớ gì khắp thế giới vang tiếng hoan mừng rằng kính mến người khen chúc tụng trái tim Đức Chúa Giêsu toàn thắng mọi nơi và mọi đời. Amen. Lạy trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, ngày hôm nay con xin dâng mình con, dâng con, dâng việc lành con làm, dâng hết mọi sự thuộc về con. Nhân là con xin bằng lòng chịu mọi sự khó Chúa đi. Có ý định ta trái tim vô nhiệm nguyên tội và đau đớn nghe, bù lại những tội lỗi con và tội lỗi mọi người xung phạm đến trái tim mẹ. Cùng trái tim Chúa Giêsu con mẹ, cùng ngàn nữ trinh trái tim mẹ vậy, con xin hợp một ý cùng những kẻ dâng mình đền tạ liên tiếp trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ. Nguyện xin mẹ cho chúng con được vào ẩn náu trong trái tim mẹ, và nhờ trái tim mẹ mà đến cùng trái tim cực thánh Chúa Giêsu con mẹ. Lại xin mẹ bầu cử cùng Chúa đủ ơn tha thứ và ơn thương xót xuống cho mọi người trên thế gian, cùng làm cho mọi người nhận biết và kính mến trái tim mẹ ở đời này, để ngày sau được hợp cùng trái tim mẹ hát mừng tạ ơn Chúa ba ngôi trên nơi vinh phúc đời. Amen. Ngày Chúa Nhật hôm nay chúng con hợp nhau lạy thờ phượng Chúa công khen công tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã ban.
xuống trên cả thành tông đô và hội thành mười lăm mãi chẳng thông công cùng hội thành ấy thì chẳng được rồi linh hồn mà linh hồn là dòng thiêng liêng chẳng hề chết được. Đến ngày cần thể xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời kẻ dữ xa hòa muôn chịu phạt vô cùng. Chúng con tin cảm sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng. Mười điều dân Đức Chúa Trời cùng năm luật điều hội thành và làm những việc lành. Nhân vì sự ấy chúng con hằng phải sợ hãi và trốn tránh các tội lỗi. Nhân là mày mỗi tội đâu là căn nguyên mọi tội lỗi khác vậy. Chúng con hằng phải ân cần lo lắng mà năng chịu các phép bí tích Đức Chúa Giêsu đã truyền là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên thánh có bày phép bí tích mà thôi xong phép rửa tội phép minh thánh Chúa cùng phép giải tội là ba phép cần kịp hơn cho chúng con được rồi. Vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thế nào mà chịu các phép trong mây cho nên cùng tin thật hằng mà giữ cẩn thận các điều trước nay thì mới được hưởng phúc thánh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen. Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn. Thứ nhân thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Thứ hai tự kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thứ ba giữ ngày Chúa Nhật. Thứ bốn thảo kính cha mẹ. Thứ năm chớ giết người. Thứ sáu chớ làm sự dâm dục. Thứ bảy chớ lấy của người. Thứ tám chớ làm chứng dối. Thứ chín chớ muốn vợ trong người. Thứ mười chớ kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen. Hội thành có năm điều răn. Thứ nhất hằng giữ thánh lễ và kiêng việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc. Thứ hai xưng tội trong hội năm ít là một lần. Thứ ba chịu minh thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa phục sinh. Thứ bốn kiêng thịt và giữ chay trong những ngày hội thánh buồn. Thứ năm đóng góp cho các nhu cầu vật chất của hội thánh theo khả năng của mỗi người. Đạo Đức Chúa Trời có bày phép bí tích. Thứ nhất là phép rửa tội. Thứ hai là phép thêm sự. Thứ ba là phép minh thánh Chúa. Thứ bốn là phép giải tội. Thứ năm là phép sức dầu thánh. Thứ sáu là phép truyền chức thánh. Thứ bảy là phép hôn phối. Thương người có mười bốn mối. Thương xác bảy môi. Thứ nhất cho kẻ đói ăn. Thứ hai cho kẻ khát uống. Thứ ba cho kẻ rách rưới ăn mặc. Thứ bốn viếng kẻ liệt cùng kẻ tu già. Thứ năm cho khanh đồ nhà. Thứ sáu chuộc kẻ làm tội. Thứ bảy chôn xác kẻ chết. Thương linh hồn bảy môi. Thứ nhất lấy lời lành mà khuyên người.
cho kẻ sống và kẻ chết. Cài tôi bày mối có bày đức, thứ nhất khiêm nhường chờ kêu ngào, thứ hai lòng dài chờ hạ tiền, thứ ba giữ mình sạch sẽ chờ mê dâng dù, thứ bốn hãy nhìn chờ hơn dần, thứ năm kiêng bợt chờ mê ăn uống, thứ sáu yêu người chờ khen ghét, thứ bảy siêng năng việc Đức Chúa Trời chờ làm liền. Phúc thật tam muội, thứ nhất ai có lòng khó khăn ấy là phúc thần, vì chứng được Đức Chúa Trời là của mình vậy. Thứ hai ai hiền lành ấy là phúc thần, vì chứng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy. Thứ ba ai khóc lóc ấy là phúc thần, vì chứng sẽ được yên ủi vậy. Thứ bốn ai khao khát nhân đường trọn lành ấy là phúc thần, vì chứng sẽ được nó đủ vậy. Thứ năm ai thương xót người ấy là phúc thần, vì chứng mình sẽ được thương xót vậy. Thứ sáu ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phúc thần, vì chứng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy. Thứ bảy ai làm cho người hòa thuận ấy là phúc thần, vì chúng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy. Thứ tám ai chịu khổ nạn vì đạo hay ấy là phúc thần, vì chứng được Đức Chúa Trời là của mình vậy. Sống trong nguyên cầu một đời khiêm cung, mẹ xin vâng thánh ý Chúa Cha, một đời xin vâng, mẹ đã lắng nghe lời Ngài, mẹ đã khắc ghi trong lòng, mẹ đã thắp ánh sáng tin mừng giữa trần gian. Một đời tần hiền, lòng con khuya sống cùng mẹ, tìm nguồn an vui từ nơi thánh y Chúa Cha. Tâm sống cho riêng Ngài và dần bước sống cho anh em giữa cuộc đời. Mẹ ơi, xin cùng con sống tin mừng, xin cùng con bước chân vào đời thắm lên tình yêu. Bao hận thù cho tình Giê-xu.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, cộng đoàn, giáo xứ của chúng ta hôm nay hân hoan tụ tập ở đây để dâng thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho các bạn nhỏ của chúng ta hôm nay. 61 bạn nhận lãnh mình Thánh Chúa lần đầu tiên, gọi là rước lễ lần đầu. Xin cho ấn tượng tốt đẹp của ngày hôm nay sẽ ghi dấu mãi mãi trong tâm hồn các con, để sau này luôn sống đức tin và trung thành giữ vững đức tin cho đến trọn đời. Chúng ta cũng cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ của chúng ta để trở nên một cộng đoàn yêu thương hiệp nhất, loan báo tin mừng của Chúa cho muôn dân. Trước khi dâng thánh lễ, chúng ta xin Chúa tha thứ tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa,
nhân lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và mẫu thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển tri cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Đích sách sáng thế, khi ông Áp-ram thắng trận trở về, có ông Men-ki-xê-rê, vua thành Sa-lem, mang bánh và rượu ra. Ông là tư tế của Thiên Chúa tối cao. Ông chúc phúc cho Áp-ram và nói: Xin Thiên Chúa tối cao, đấng dựng nên trời đất, chúc phúc cho Áp-ram. Chúc tụng Thiên Chúa tối cao, đấng đã trao vào tay những ông tù điển của ông. Rồi ông Áp-ram biểu ông Men-ki-xê-rê một phần mười tất cả chiến lợi phẩm. Đó là lời Chúa.
từng ngày qua. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn, nhóm 12 đến bên Đức Giêsu thưa người rằng: Xin Thầy cho đám đông về để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây,
tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng. Đức Giêsu bảo: chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: chúng con chỉ có vọn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này. Quả thật có tới chừng 5.000 đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ: anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng 50 người một. Các môn đệ làm y như vậy và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ để các ông dâng cho đám đông. Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được 12 thùng. Đó là lời Chúa. Anh chị em và chúng con thân mến, đầu thánh lễ vị chủ tế ra song hương quanh bàn thờ và trước bàn thờ, trước thập giá, rồi khi công bố phúc âm như cha vừa rồi công bố cũng song hương, điều đó muốn nói điều gì? Muốn nói rằng lễ vật mà dâng trên cái bàn bằng đá này gọi là bàn thờ là chính Thiên Chúa. Vì chúng ta tin Đức Giêsu Kitô đấng đã chịu chết trên thánh giá và đã sống lại, đó là lễ vật hiến dâng lên Thiên Chúa. Thánh lễ không chỉ có phụng vụ thánh thể mà còn có phụng vụ lời Chúa. Cho nên thánh lễ gồm 2 phần. Một khi công bố lời tin mừng là chính Đức Kitô công bố, chính Thiên Chúa nói với dân người là chúng ta đang nghe lời của vị tư tế giảng giải lời Chúa như hiện giờ cha làm, là lời Chúa nói với dân Chúa, làm rõ hơn những gì ta nghe được công bố bài phúc âm vừa rồi. Do đó mà có song hương, muốn nói lên đó là sự hiện diện cao nhất của Thiên Chúa trong hiện tại với dân của Chúa, nói với dân của Chúa và trở thành lương thực thần linh để nuôi dân của Chúa. Lần đầu tiên các bạn trẻ, các bạn nhỏ sẽ nhận lãnh chính Chúa Giêsu thánh thể bí tích. Vừa con nghe lời Chúa để mà hiểu cái điều mình làm. Nghĩa là mình ăn tấm bánh đó không phải là ăn miếng bánh bình thường, mà chúng con đón nhận chính mình Chúa Giêsu Kitô là đấng thánh. Cho nên ta gọi là mình thánh. Khi chúng con được trao thì vị tư tế sẽ nói mình thánh Chúa Kitô, và chúng con thưa Amen, nghĩa là vâng, đúng như vậy, xin Chúa hãy thành sự.
nghĩa là đồng ý, là chấp nhận, là đón nhận, là tin. Nhưng mà để có thể hiểu thì phải nghe lời Chúa. Lời là đèn soi cho chúng ta bước đi, là ánh sáng dẫn đường chúng ta đi để chúng ta hiểu. Bởi vì con người sống không phải chỉ bằng cảm giác như các con vật. Ăn thấy no là đủ, đói thì kêu gào theo bản năng đòi ăn. Con người còn có tinh thần, còn có trí khôn, cần phải hiểu cái điều mình làm. Và chúng con đã đủ tuổi để có nhận thức, để hiểu rằng chúng con không phải đón nhận tấm bánh thuần túy, mà là chính mình thánh Chúa Giêsu Kitô, đấng đã dâng hiến chính mình trên thập giá cho Thiên Chúa làm của lễ. Và chính Ngài cũng là vị tư tế và là thượng tế để dâng lễ lên Chúa Cha. Ngay giờ phút này đây cũng chính Ngài dâng của lễ đó một cách bí tích nơi vị chủ tế và các vị đồng tế và dân của Chúa. Chúng ta không thấy Chúa, nhưng qua các vị tư tế, chủ tế và dân Chúa đang cử hành thánh thể, là chính Chúa và dân của Chúa đang cử hành, là dâng lên Thiên Chúa Cha của lễ, là chính Đức Giêsu Kitô, là sự hy sinh làm theo thánh ý mầu nhiệm của Chúa Cha. Chúa Cha muốn cách nào đó, Chúa Giêsu Kitô sẵn sàng chấp nhận chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Thì hôm nay những người tin Chúa, tức là hội thánh của Chúa Giêsu Kitô, hội thánh của Chúa, trở thành là thân mình của chính Chúa khi ta hiệp làm một trong cái hành động rước lễ. Ta hiệp làm một với Chúa và với nhau. Cho nên khi đón nhận thánh thể, chúng ta không thể chia rẽ, không thể ghen ghét hận thù, mà phải biết hòa hợp với nhau, với hội thánh và với Chúa. Còn chừng nào tâm ta vẫn còn nuôi hận, nuôi thù, ghen ghét ai đó và muốn trả thù, thì ta rước lấy cái điều bất xứng, một cách bất xứng. Và đó là cái án phạt của chính chúng ta, bởi vì chúng ta rước lễ không xứng đáng. Nghĩa là có tội, nhất là tội phạm tới đức ái, đức bác ái, thì mà rước lễ, tức là hiệp một, làm một với Chúa và với hội thánh, là bất xứng. Do đó mà phải sạch tội. Chúng con cũng đã xưng tội, phải không? Xưng tội lần đầu gọi là xưng tội tập. Bây giờ từ nay thiệt chứ không có tập nữa. Có tội thì đi xưng tội, và đó là tha tội. Chúa tha tội thiệt chứ không có tập. Từ nay bắt đầu làm một hai lần đầu gọi là tập, nhưng mà đó vẫn là thật sự là chúng ta muốn nói lên lời hối lỗi với Chúa, và Chúa cũng tha thứ thật sự, và Chúa dạy chúng ta cũng biết tha thứ cho nhau. Đó là ý nghĩa của cái việc mà chúng ta đang làm hiện giờ, và hết sức vô cùng ý nghĩa cho các bạn 61 bạn đây lần đầu tiên nhận lãnh bí tích thánh thể, và cũng lần đầu tiên vừa rồi nhận lãnh bí tích hòa giải. Một khi vị linh mục mà đọc lời kinh, đọc lời xá tội đó, tha tội đó, là chính Đức Kitô tha tội, là Thiên Chúa tha tội. Con người không ai có quyền tha tội, nhưng một cách bí tích. Bí tích tức là một cách mầu nhiệm. Thiên Chúa đã để lại cái bí tích đó cho hội thánh và trao cho các tông đồ và những người kế vị các thánh tông đồ, tức là giám mục. Giám mục chia sẻ cho các linh mục cộng sự của mình về cái quyền ấy của Chúa, không phải do con người ban cho. Cho nên linh mục tha tội
có nghĩa là chính Chúa Kitô tha tội đó, chứ không phải con người linh mục ấy, cá nhân ấy tha tội, mà là Chúa. Cũng giống như vị linh mục giảng lời Chúa tại tòa giảng, lời của Chúa đã được song hương đấy, là chính Chúa đang nói với con, với dân của Chúa, là lương thực thiêng liêng để nuôi sống linh hồn của dân của Chúa. Cũng như lương thực là chính mình Thánh Chúa trên bàn thờ mà ta song hương đầu thánh lễ. Rồi một lát nữa cũng thế, để nhắc nhở chúng ta rằng con mắt xác thịt chúng ta không thấy, nhưng con mắt đức tin của chúng ta thấy chính Đức Kitô đó, cái thánh lễ năm xưa đó hiện diện trước mắt chúng ta nhờ phép Chúa Thánh Thần. Cho nên khi vị tư tế trong cầu nguyện thánh thể đọc kinh gọi là kinh Epiclesis, kinh khẩn cầu Chúa Thánh Thần, thì Chúa Thánh Thần xuống làm cho bánh rượu trở thành mình máu Chúa. Cho nên khi ấy, sau khi ấy, thì khi chúng ta rước không còn là ăn miếng bánh bình thường hay uống ly rượu nho bình thường, mà là chính mình và máu Chúa. Chúng con có biết và ý thức và tin điều đó không? Tin không? Tin mới được rước. Và chúng con đủ khôn để hiểu, và cũng đủ tự do để chấp nhận, tức là tin. Giờ đây chúng ta thinh lặng ít giây phút để cho tâm hồn được bình an, để cho lời của Chúa thấm vào trong tâm hồn. Và một lát nữa chúng ta sẽ dâng thánh lễ trong cái phần sau, gọi là phần phụng vụ thánh thể, là mình máu Thánh Chúa. Hãy để cho tâm hồn của mình được lắng động, bình an, cầu nguyện cho sốt sắng để xứng đáng đón nhận lãnh chính Chúa. Anh chị em, chúng ta tuyên xưng đức tin. Mời. Tôi tin kinh một Thiên Chúa. Ánh sáng bởi ánh sáng Thiên
chị em thân mến, chúng ta tụ họp trong ngôi thánh đường này để nhớ lại, để tưởng niệm hồng ân cứu chuộc của Thiên Chúa đã thương ban cho chúng ta. Chúng ta hãy xin Người đoái thương chấp nhận những ý nguyện cầu tha thiết của chúng ta. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các phẩm trật trong hội thánh luôn bén rễ sâu trong Chúa, để đời sống các ngài trở thành những nét vẻ diễn tả dung mạo và tình yêu của Chúa. Qua đó, các ngài đưa Chúa đến với nhân loại và đưa nhân loại đến với Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tôi đến để cho đoàn tiên được sống và sống dồi dào. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ luôn được lớn lên trong Chúa và được thánh thể Chúa dưỡng nuôi. Qua đó, các bạn mang hành trang đức tin vững vàng để bước vào đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban muôn ơn lành xuống cho các em trong ngày hồng ân rước lễ lần đầu. Xin Chúa ban cho các em luôn say mến Chúa Giêsu thánh thể, và xin cho tình yêu Chúa lớn lên trong tâm hồn các em qua việc rước lễ hàng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Hãy để Đức Kitô biến đổi bạn trở nên giống hình ảnh của Ngài. Xin Chúa cho mỗi thành viên trong giáo xứ chúng ta luôn được biến đổi qua việc siêng năng rước lễ hàng ngày. Qua đó, đời sống mỗi người trở thành những trang tin mừng, hòa lại hình ảnh Chúa cho những người xung quanh. Sau hết, xin Chúa ân thưởng nước trời cho các tín hữu đã qua đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa là Cha nhân ái, xin đoái thương chấp nhận lời dân Chúa khẩn cầu và ban cho các tín hữu lãnh được những ân huệ họ hằng tin tưởng nài vang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nguyện Ngài thương đoái nhân.
lòng thành lễ gì dâng ngài để đến đáp tháng ngày đời con. Xin dâng ý à dâng lên Chúa nên sáng dịu dàng, bao tin yêu hy vọng nay kết thành lễ dâng cuộc sống. Giờ này con nguyện ra đi làm nhân chứng cho ngài khắp nơi, một đời con nguyện theo ngài để truyền rao tin mừng bình an. Xin dâng ý à dâng lên làn hương thơm bay trước nhan ngài, bao vui sướng trong đời hòa với niềm khổ đau trần thế. Một đời con nguyện dâng Chúa làm mi lễ dâng về Chúa đây, lòng thành lấy gì dâng ngài làm hương thơm lan tỏa mọi nơi. Xin dâng ý à dâng lên Chúa hoa thắm muôn màu, bao công sức vun trồng của con người ngày đêm khổ công, lòng thành dâng về nhan Chúa, nguyện ngài thương đoái nhận lễ dâng. Phần hèn lấy gì dâng ngài để đến đam tháng ngày đời con. Xin dâng nghĩa dâng lên Chúa hoa trái thơm nồng, bao công sức con người đang vân vò dẫm mưa dài nắng, hợp lòng dâng về ngài Chúa, nguyện ngài thương đoái nhận lễ dâng. Cầu trời mưa thuận gió hòa để đoàn con hãy về dâng cha. Xin dâng là dâng lên Chúa, ngày tháng qua bao là xin cho người hôm nay
một ngày mai nước trời rộng lan khắp nơi. Tầm bay với ly rượu, xuân con như chim vượt gió tung bay, xin cho tình yêu con như bầu trời xanh lộng lẫy, xin cho niềm tin con như cây trổ bồng trong nắng, xin cho cuộc đời con như nụ hồng thơm ngát hương. Tầm bay với ly rượu là đầy ly rượu, chuồn con xin tiến sang Chúa ơi cho ca tâm tình. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, bao hạt lúa mới làm nên tấm bánh này, bao trái nho mới ép thành chén rượu đây, tượng trưng sự đoàn kết giữa con cái Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên bí tích nhiệm màu, đem lại cho hội thánh Chúa ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là tư tế thật và vĩnh cửu khi thiết lập thể thức hy lễ trường tồn. Người là đấng đầu tiên đã dâng mình cho Chúa làm của lễ cứu độ và đã truyền cho chúng con dân mà tưởng nhớ đến Người. Khi chúng con rước mình Người hiến tế vì chúng con thì chúng con được mạnh sức, và khi chúng con rước máu Người đổ ra vì chúng con thì chúng con được rửa sạch. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quảng thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tùng vinh quang Chúa rằng: Hỡi người thân, Chúa là Thiên Chúa cao ngạo vì trời đất chảy vinh quang Chúa, hoàn hồ Chúa trên các tầng trời, chúng cùng đấng cử đến nhân danh Chúa, hoàn hồ Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Louis, giám quản giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chữ cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa bước vào nhà con, nhưng xin cho con một lời thì linh hồn con sẽ lành mãi. Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa đang ngự trong thị muôn đời cảm tạ tình yêu Thiên Chúa thức sâu xa, hồng ân Thiên Chúa thương bao la, mãi mãi suốt đời hồn con ca ngợi, mãi mãi suốt đời là khúc ngoan ca. Xin tạ ơn nghe Thiên Chúa đã cho
con là cát bụi. Hồng ân Thiên Chúa đã tuôn rơi, tình yêu Thiên Chúa đã lên ngôi. Chúa đã cúi mình và nâng con dậy, Chúa dẫn dắt vào tình thánh tuyệt vời, đặt con trong trái tim người. Trong
cho con bước xuống lòng mình, xin cho con yêu mến hiền tình. Chúa trong lòng con, xin cho con giây phút lặng thinh để được nhìn bóng dáng thần linh trong ơn tình chan chứa niềm tin. Trong tim con trào dâng muôn vời bao no say muôn lời an phúc, ôi linh thiêng một trời cao chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời khi thông hiệp với mình và Mẫu Thánh Chúa. Xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phụ trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Con kính mời Đức Cha an tòa, kính mời Cha Giuse an tòa, con đoàn chúng ta ngồi. Trước tiên chúng ta đổ một tràng pháo tay thật lớn để rồi chúng ta cảm ơn Đức Cha. Ngài đã thao thức, Ngài đã muốn đến với Thánh Hà chúng ta được từ lâu nhưng chưa có cơ hội, và hôm nay Ngài đã hiện diện ở giữa chúng ta với một Đức Cha hiền hậu, khiêm nhường và tốt lành. Chúng ta đổ một tràng pháo tay nữa để rồi cảm ơn Ngài đã đến đây với chúng ta. Chúng ta cùng cảm ơn Cha Giuse, Cha Sứ Mẹ của chúng ta một tràng vào tay vì trời mưa vẫn vượt bạt lên đây. Trong tâm tình những người con thảo, chúng con cảm ơn Đức Cha đã hiện diện với chúng con trong những cái thời khắc đặc biệt, không chỉ riêng cho cả 61 em mà còn cho giáo sư chúng con nữa. Bởi vì sự hiện diện của Đức Cha nói lên cái tình mục tử, cái tình phụ tử của Đức Cha dành cho giáo sư chúng con. Và qua hình ảnh Đức Cha, giáo sư chúng con cũng nhìn thấy Đức Cha như là người hiền phụ, để được mọi người trong chúng con sống làm sao diễn tả đức tin mỗi ngày một hơn. Truyền diện của Đức Cha giúp chúng con đổi mới lại, thúc đẩy lại cho đời sống giáo sư chúng con. Chúng con hết lòng cảm ơn Đức Cha rất nhiều.
Và xin Đức Cha cũng luôn ghé đến giáo xứ chúng con nữa, dù một giáo xứ nhỏ nhoi đơn sơ nhưng luôn mến khách, luôn yêu mến Đức Cha và dành cho Đức Cha những điều kính trọng nhất. Chúng ta nộp một tràng pháo tay nữa để cảm ơn Đức Cha. Giờ đây các em trong lớp xưng tội có đôi lời cảm ơn Đức Cha, Cha Giuse cũng như tất cả mọi người chúng ta. Trọng kính Đức Cha Louis, kính thưa Cha Quản sứ Phêrô, cùng quý cha đồng tế, kính thưa quý thầy, quý sơ, quý hội đồng mục vụ giáo xứ, các giáo họ, quý thầy cô giáo lý viên, quý ông bà cha mẹ và cộng đoàn. Hôm nay là một ngày vô cùng hạnh phúc và vinh dự cho chúng con, vì chúng con được Chúa Giêsu Thánh Thể đến viếng thăm một cách trực tiếp, sống động qua việc xưng tội và rước lễ lần đầu. Hôm nay, con tim nóng hổi của chúng con hòa cùng nhịp đập với trái tim từ ái của Chúa. Quả thật, còn niềm hạnh phúc nào bằng khi được Chúa đến cư ngụ trong tâm hồn của chúng con. Hồng phúc này không phải ngẫu nhiên mà có, tình cờ mà đến. Chúng con được như thế này là cậy vào tình thương bao la của Thiên Chúa và công lao vất vả của bao người. Vậy giờ đây chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc qua lời cảm ơn chân thành, mọn hẹn của chúng con. Trước hết, chúng con xin lấy hết tình con thảo dâng lên Đức Cha niềm tri ân sâu sắc, vì yêu thương Đức Cha đã đến với giáo xứ nhỏ bé của chúng con, đã dâng lên thánh lễ và cầu nguyện cho chúng con trong ngày đầu tiên được đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng. Quả là một hồng ân vô cùng lớn lao khi hôm nay chúng con được Đức Cha hiện diện chia sẻ, đặc biệt là trao ban mình và máu Thánh Chúa, ân nghĩa cao quý đó chúng con xin dâng lên Thiên Chúa qua lời cầu nguyện sớm hôm. Kính xin Đức Cha luôn nhớ và cầu nguyện cho chúng con mỗi ngày. Chúng con xin tri ân cảm tạ. Chúng con xin cảm ơn Cha Quản sứ kính yêu của chúng con, bởi chính Cha đã thương lo liệu, dàn xếp mọi việc để chúng con được học hành chu đáo và giải tội cho chúng con. Giờ đây, chúng con không biết lấy gì để đáp đền cân xứng với công phúc của Cha đối với chúng con. Chúng con xin hết lòng cảm tạ và cầu xin Chúa ban cho Cha luôn sức khỏe, sự thánh thiện và công việc mục vụ của Cha nơi giáo xứ. Chúng con luôn có nhiều thành quả cao đẹp. Lời cảm ơn tiếp đến, chúng con xin gửi đến quý Cha đã yêu thương hiện diện với chúng con trong thánh lễ hôm nay, cách riêng là Cha Giuse đã chia sẻ và khuyên dành chúng con ngang qua bí tích giải tội, những tình cảm và ơn nghĩa đó. Chúng con xin ghi nhớ mãi, nguyện xin Chúa thương gìn giữ và ban muôn ơn lành trên quý Cha. Kính thưa quý Thầy, cùng quý sơ, những công khó miệt mài trên bục giảng để chỉ dạy từng điều, chia sẻ từng bài học một thời gian dài, hôm nay đã nở hoa khi chúng con được đón rước Chúa vào lòng. Thật khó để nổi lên hết những tâm tình chúng con giờ này. Chỉ mong quý Thầy, quý sơ nhận nơi chúng con lời cảm ơn chân thành. Chúng con xin quý đầu cảm tạ. Kính thưa Đức Cha và quý Cha, trong giây phút trọng đại này,
cho phép chúng con có ít lời đối với quý cha mẹ chúng con. Kính thưa cha mẹ, chúng con có được hồng phúc như hôm nay là được theo dệt từ lời ru, từ những miếng cơm may áo, từ những sợi chỉ yêu thương, từ những lời dạy dỗ và những hy sinh vất vả của quý cha mẹ. Hơn 10 năm qua, tình mẹ nghĩa cha đã vun vén cho chúng con nên người, nhất là cho chúng con được làm người Kitô hữu. Và hôm nay được Chúa Giêsu đến ngự vào lòng, chúng con không thể kể hết tình thương của cha mẹ bằng ngày, bằng tháng, mà nguyện xin cả đời chúng con luôn ghi lòng tạc dạ, mà cầu xin Chúa ban muôn ơn lành cho quý cha mẹ, được may lành phần xác và an vui trong phần hồn. Cuối cùng, chúng con xin chân thành cảm ơn quý thầy đại chúng, quý hội đồng mục vụ giáo xứ, các giáo họ và toàn thể cộng đoàn, sự hiện diện của quý thầy và quý vị hôm nay là một niềm vui, niềm hạnh phúc cho chúng con, đặc biệt đã cầu nguyện cho chúng con trong thánh lễ này. Quý xin Chúa trả công vô cùng cho quý thầy và quý vị. Giờ đây, mọi tâm tình của chúng con xin gửi trọn nơi bó hoa tươi này, kính dâng lên Đức Cha, xin Đức Cha vui lòng chấp nhận. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Chúng con dễ thương lắm. Rồi chúng con ngồi xuống. Hôm nay cha đến thăm giáo xứ không chỉ để ban một mình mẫu thánh chúa cho chúng con lần đầu tiên, cho nên cha muốn nói chuyện với cha mẹ chúng con, ông bà chúng con và cộng đoàn một chút. Kính thưa anh chị em, muốn nhắn gửi anh chị em rằng hãy xây dựng gia đình mình. Xây dựng tức là truyền đạt đức tin của ông bà cha mẹ chúng ta đã cho chúng ta. Nay chúng ta tiếp tục xây dựng đức tin trong gia đình cho con cháu chắc chúng ta bằng đời sống của chính anh chị em gương mẫu trong gia đình. Gương mẫu đầu tiên là năng tham dự các bí tích, nhất là thánh lễ, cách đạo đức. Thứ hai là trong gia đình cần có cầu nguyện gia đình, kinh nguyện gia đình thường xuyên. Đó là ý kiến mà trong khi các hội nghị thịnh ý ở các giáo xứ trong giáo phận gọi về giáo hội hiệp hành vừa qua, ý này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở nhiều nơi như là lời gợi ý của Chúa Thánh Thần cho giáo hội địa phương ở Hà Tĩnh và Quảng Bình này của chúng ta. Cho nên anh chị em ai đang đọc kinh trong nhà, trong gia đình cùng nhau thì hãy tiếp tục. Ai chưa làm hãy bắt đầu lại. Những người ở xa hãy gọi và hẹn đúng giờ, bật cái màn hình nhỏ lên và cùng cả nhà cùng đọc kinh. Ít là 15 phút, một nửa tiếng. Nhưng mà trong kinh nguyện gia đình cũng cần có cái chỗ cho nghe lời Chúa và thinh lặng một giây lát để cầu nguyện. Gia đình mà cùng cầu nguyện thì ở bên nhau, có Chúa thì sẽ có tất cả, còn không có Chúa thì sẽ mất tất cả.
cả cái đang có cũng sẽ mất. Chúa sẽ lấy đi và cho người nào đã có được cho thêm. Đó là ý của Chúa Giêsu muốn nói. Những ai tin và sống thực hành đức tin thì sẽ được giàu có hơn mãi. Những ai không tin thì giàu có những gì mình đang có rồi cũng từ từ sẽ bị tước mất. Vì Thiên Chúa giàu sang là đấng đã tự nguyện trở nên nghèo khó làm người, mang thân xác loài người để cho chúng ta được sống và được sống dồi dào. Thì chúng ta cũng vậy, tin người thì chúng ta cũng sống theo như người, yêu thương như Chúa yêu thương, bắt đầu từ trong gia đình và từ những người thân cận gần gũi đến những người tha nhân chúng ta gặp trên đường đời. Vậy nhắc lại lần nữa, các gia đình hãy ráng thực hành kinh nguyện gia đình sớm, sáng, tối. Trong thời gian tới, tôi sẽ có một cái thư mục vụ muốn nhắn gửi tới tất cả anh chị em trong các giáo xứ, trong giáo phận, nhắc đến điều này. Cả giáo phận cùng thực hành kinh nguyện gia đình trong các giáo xứ bằng cách mỗi giáo xứ một ngày nhất định trong tuần, tất cả các gia đình đọc kinh tại nhà, đọc kinh trong gia đình mình, ít là một ngày trong tuần và một giờ nhất định. Toàn giáo xứ giờ đó mà râm ran những lời kinh thì vô cùng tuyệt đẹp. Mà chúng ta gia đình mình cũng nghe trong sự hiệp thông với các gia đình khác trong giáo hội, trong giáo xứ cùng cái giờ ấy thì hay lắm. Và con em chúng ta cũng được hưởng nhờ cái bầu khí đức tin ấy mà đức tin của chúng được nuôi dưỡng và được lớn lên. Và cảm ơn anh chị em, nhớ thực hành nha. Chúng ta kết thúc, mời anh chị em đứng. Ngài, người khen may mắn.